Còn nó quay á, Con nó rắn quay là nó do điện quay. thoại bận á chứ mấy bận hết thấy rồi đúng không? Thấy rồi cô. Xác định tên nguyên Chưa tố thấy dừa cô. bận quá nếu mà có bận thấy bận không thấy nha là suy ra là do phía bên con. Cô sao âm thanh của em nó bật không được, có bận đó được mà con bật cái mic á, hoặc không con phớt ra con bật lại thử thử. Dạ. Rồi, cô qua cái trang để mà thấy là cái chỗ này cần có những cái lý thuyết gì. Xác cái tính chất. Tính chất của nhóm nguyên tố. Của nguyên tố ở đây một là cách phản ứng với nước, kim loại Mn nó cạn nước sẽ tạo MOHN lần cộng với hydro balance. Cô nói là phản ứng với nước ở nhiệt độ thường thôi, còn những cái kim loại trung bình yếu thì nó sao, thì cân bằng ở đây hệ số đen n hệ số đây ha, như vậy đây n đây ha đây n ha n mà và đây ha, thì kim loại nào phản ứng được với nước? Các kim loại gồm một là các kim loại nhóm 1A, người ta gọi đây là nhóm kim loại kiềm. Ở điều kiện thường mà phản ứng được với nước thì có kim loại nhóm 1A là kim loại kiềm. Em lật cái bảng tuần hoàn ra, em sẽ thấy cái kim loại nhóm 1A gồm li ti giấy bằng 3, natri giấy bằng 11, kali 19, li ti natri kali rubidi cạn 18 là 3 bả, canxi cạn 18 là 55 và francis cạn 3 ha là 80 bả. Tuy nhiên francis khi số hiệu nguyên tử lớn hơn 80 ha sẽ ra vào nhóm các nguyên tố có tính phản xạ, cho nên người ta coi như kim loại kiềm nó gồm các nguyên tố kim loại li ti natri kali rubidi sensei. Em hay gặp nhất là li ti natri kali á, được chưa? Những kim loại này tan mạnh trong nước sinh ra cái hydro và dĩ nhiên cái hệ số n này sẽ là hệ số một, ví dụ như natri nè cạn nước sẽ tạo ra natri hydroxit cộng với hydro ba lần cân bằng là một phần he hydro. Em có thể cân bằng chỗ này một rồi những chỗ này heo, hoặc cô cân bằng một phần heo không có gì khác cả, được chưa? Thứ hai, có một số kim loại nhóm Ha, nhóm Ha người ta gọi là nhóm kim loại kiềm phổ. Nhóm kim loại kiềm phổ nó gồm nè, đối với cái nhóm Ha mà bạn lật cái bảng tuần hoàn ra là bạn sẽ thấy nó gồm thứ nhất là bari giấy bằng 4 cạn với 8 là magie 12 canxi 20 được chưa, sờ rong chi 38 và bari 55 để thêm 18 56 bari 56. Thì trong tất cả kim loại kiềm phổ nhóm Ha, những kim loại sau magie là gồm canxi, xà rong chi và bari nó mới tác dụng với nước. Như vậy, kim loại kiềm phổ sau magie là gồm canxi này, xà rong chi
và bari tác dụng mạnh với nước. Ví dụ canxi này cảm nước thì kim loại kiềm thủ nó sẽ có hóa trị ha, nó ra CaOH lần cạn hydro. Lúc này em cân bằng pha nước. Yeah. Đây là kim loại kiềm tác dụng với nước. Và dựa trên cái tính chất này, em có thể làm một số cái bài tập. Bởi vì ở đây họ giới thiệu một số nhóm kim loại. Thứ hai là phản ứng của kim loại với axit. Kim loại với axit thì ở đây em sẽ gặp, em sẽ gặp tất cả axit này là chủ yếu: axit clohydric, axit sulfuric loãng, còn axit sulfuric đậm đặc axit nitric rồi không ạ, thì nó sẽ có một cái khái niệm sau. Đây là kim loại phản ứng với axit. Đây là kiến thức cũ nha, cô chỉ nhắc là cái kim loại M mà phản ứng với axit thì nó sinh ra muối và hydro. Với điều kiện M này là đứng trước hydro trong cái giả beta tốt. Cái giả beta tốt tạm đạt một số kim loại quen thuộc là khi bạn cần nào. Cái chỗ này nó sẽ có bị đổ lộn trong một số giả. Tuy nhiên người ta sẽ xác định cái ai không rõ ràng. Cái giả này là giả đúng nhưng thực tế nó cũng quan trọng bởi vì kim loại tác dụng nước. Ma là magie đó. Ấu, dớt, sát, nhớ, sơn, phố, hàng. Hàng là hydro không phải kim loại nhưng cái điểm lấy ai bằng không á. Hàng, đồng, hỏa, á, phi, ao. Đây, một số các kim loại quen thuộc đứng trước hydro thì tác dụng sinh ra muối cạn hydro. Ví dụ M mà cạn với axit clohydric HCl sẽ tạo MCl N lần. N này là hóa trị kim loại là 1 theo 3 đó, cạn hydro. Cô cân bằng theo cái N luôn ha. Đây là N, đây là H. Như vậy chỗ này là N, chỗ này là H. Như vậy chỗ này ha và chỗ này là N. Em sẽ thấy nè, cho dù cái hệ số N bằng bao nhiêu thì ta luôn luôn có số mol HCl tham gia phản ứng luôn luôn bằng 2 lần số mol khí hydro sinh ra. Được chưa? Không phụ thuộc vào cái hệ số. Thế nào? Đối với M tác dụng với H2SO4, nhớ là trạng thế này là loãng, phân tử loãng. Nó ra MH2SO4N lần. Bởi vì hiểu đơn giản này, hóa trị SO4 hóa trị H hóa trị N thì kéo xuống cạn hydro. Như vậy anh này N, chỗ này H, chỗ này N, chỗ này N. Thì trong trường hợp này số mol axit sulfuric tham gia phản ứng bằng số mol hydro sinh ra và đa phần người ta có thể sử dụng bảo toàn khối lượng để giải một số bài toán như thế này. Được chưa? Kim loại phản ứng với nước, kim loại phản ứng với axit. Thứ ba là kim loại phản ứng với phi kim. Thì sẽ sinh ra hợp chất chất muối. Các cái phi kim điển hình là ở nhóm 6A, nhóm 7A, muối. Hoặc là riêng phi kim ra mà oxy thì nó sẽ ra oxit. Hoặc một số trường hợp nó ra ba oxit. Nhưng mà các em không ngạc ở cô thông. Đó. Giới thiệu một số cái phản ứng cơ bản thôi. Nó như thế này. Còn áp dụng các công thức tính toán bình thường. Các bạn ghi vô kịp không nè? Kịp chưa? Ghi xong chưa mấy đồng chí? Chưa cô nói nhanh quá, chích đi chị. Nói thì ghi đi.
Được chưa? Rồi, áp dụng vô dễ đây. Đây, ví dụ như câu số 1 nó rất là dễ, cô không cần cắt qua bên kia luôn, cô để bên này. Một cái kim loại kiềm, như vậy cái kim loại này là nhóm 1A đúng không? Tác dụng với nước thì thu được 0,48 gram hydro thoát ra. Bây giờ anh nhìn nè, cô đặt cái kim loại kiềm là M thì khi nó tác dụng với nước nó sẽ tạo cái gì? Nó tạo thành MOH, vì kim loại hóa trị màu mà cái nhóm hydroxit cũng hóa trị màu. Cạn với hydro được chưa, hydro ba đây cân bằng chỗ này ha, chỗ này ha, chỗ này ha, viết và cân bằng như thế này, hiểu chưa? Bây giờ muốn biết tên nguyên tố kim loại thì phải biết một là giấy hay là em mà lớn, mà bây giờ này không có liên quan gì tới số học trong giấy cho nên là xác định qua em mà lớn. Lúc này cô tính được số mol hydro là bằng 0,48 chia cho em mà lớn hydro là chia cho ha là bằng 0,24, bởi vì hydro là khí H2, nó thoát ra là H2. Như vậy đây là 0,24, thì rõ ràng quay lại M, số mol của M nó bằng 2 lần số mol hydro. Như vậy chỗ này là 0,48. Như vậy M lớn nó bằng 3,33. M là bằng M nhỏ chia cho N nghe. Được chưa? Như vậy 3,33 chia cho 0,48, anh này anh sắp xỉ bằng bà đúng không lớn? Em mới tra trang cái bảng kim loại kiềm em mà lớn đó, li ti em mà lớn bằng bả, natri em mà lớn bằng 23, kali 39 đó. Như vậy thằng này nó chính là li li ti, em là y tên là li ti. Ví dụ bài này thì thấy dễ không, hiểu được không? Thì dạ tới coi thứ ba là mệt nha, không hiểu nó không hiểu giảng lệ chim im im Hiểu cô. im im tưởng bỏ trốn hết trời chứ. Đã có khi trả lời em trả lời không ai trả lời. Tương tự bài số 2 thì bây giờ là nhóm A thì mình luôn biết nó cũng như vậy thôi chứ không gì cả. Nhóm A thì giờ ở đây cô gọi là R đi hả? R nó cạn nước thì em đang nhớ nó nhóm A thì hóa trị hai ngang là R OH hai lần, ok chưa? Cạn với là hydro. À, bây giờ mới cân bằng nè, ha, như vậy chỗ này ha đây, vậy là đủ hết. Cái số mol hydro khí ở điều kiện tiêu chuẩn thì N nó bằng V0 là V thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn chia 2,2 phép 4. Những cái công thức này cơ bản với lớp dưới em học rồi, bây giờ cô nhắc lại thôi. Như vậy nó bằng 0,336 chia 2,2 phép 4 là bằng 0,015.
Hero 0.015 thì xây ra số mol của Elra cũng bằng 0.015. Như vậy em mà lớn của Elra là bằng 0.6 chia cho 0.015 bằng 40. Như vậy anh này là canxi. Hiểu không? Bài số 2, bạn nào không hiểu bài số 2 giơ tay lên cô con hả? Không hiểu nha. Ủa chứ cũng nhiều bạn không hiểu quá hả? Lê, Lê A mời. Lê A con mở mic ra Lê. Dạ đây cô. Sao con? Con cảm thấy nó khó chỗ nào? Dạ chỗ nào đó cô? Chỗ nào? Rồi rồi. Để cô dẫn lại, cô cắt cái bài rồi cô dẫn lại. Các bạn bình tĩnh. Không hiểu là phải hỏi nha mấy đứa. Nếu mà bài số 2 con không hiểu là xây ra bài số 1 hồi nãy cũng không hiểu luôn đúng không? Hễ nó hạt nó đi ra đi vô biết cũng buồn luôn á. Đây nè, cô giảng lệ cho các bạn hiểu. Là lý khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn thì thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn người ta gọi là V0, là thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Là điều kiện nhiệt độ là bằng 0 độ C, là bằng 233 độ K. Và áp suất là bằng 1 áp pha, 1 áp suất khí quyển. Vấn đề không quan trọng quá, người ta ít dùng, người ta nói điều kiện tiêu chuẩn là được. Thì số mol của một chất, nó nếu tính theo thể tích khí điều kiện tiêu chuẩn là bằng V0 chia 2.4. Có nghĩa là một mol khí ở điều kiện tiêu chuẩn chiếm thể tích là 22.4 lít. Để thôi. Được chưa? Vậy thì khí này kim loại mà tác dụng với nước, kim loại nhốt Ha, cô gọi là Lr, nó hóa trị Ha, tăng hợp chất. Nó tác dụng với nước thì do nó nhốt Ha cho nên nó sẽ là Lr OH 2 lần. Mấy bạn để ý lại một lần nữa nha, cạn hydro. Và cô mới cân bằng nè. Cái chỗ này là Ha, màu của chỗ này là Ha, như vậy chỗ này là Ha. Ha, đúng. Kiểm tra lại đúng hay. Bây giờ khí ba lây, như vậy số mol hydro nó bằng 0.336 đem chia cho 2.4 là con áp dụng đúng công thức này. Còn chia 2.4 như vậy nó bằng 0.015. Được chưa? Con mới để cái số mol hydro là 0.015 đây. Thì trên phương trình con nhìn như này, hệ số của Lr là một hệ số hydro là một thế này là bằng nhau. Như vậy 0.015 thì Lr cũng 0.015. Có nghĩa là số mol của Lr bằng 0.015. Xây ra em mà lớn của Lr có nghĩa là nguyên tử khối của Lr, em mà lớn thì bằng em mà nhỏ chia n chia cho số mol. Em mà nhỏ Lr chia n Lr đó, mà em mà nhỏ Lr là 0.6 này, người ta cho khối lượng là 0.6, như vậy 0.6 chia cho 0.015 chia cái hệ số này nó ra 40. Con mới nhìn trong cái bảng tuần hoàn hoặc là đề người ta sẽ cho đó,
ở cái nhóm He A, kim loại hóa trị He A mà có mà lớn bằng 40 thì con sẽ tìm được một cái nguyên tố duy nhất là canxi. Như vậy bề số He này các bạn hiểu chưa nè? Còn bạn nào thắc mắc tè, hồi nãy con bây giờ con hiểu chưa tè? Anh tè. Rồi hiểu rồi phải không? À, có bạn khác, có bạn nào còn thắc mắc cứ hỏi. Được chưa? Sao đời có bạn chép vô? Để chép là cô. Đợi 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 một xíu cho chép tìm đi nha. Nó chép đi. Được chưa? Này, câu 3. M gom kim loại A tác dụng giống y như câu hai vậy. Nó ra AOH hai lần. Vậy đúng hóa trị ha. Lưu ý của hóa trị cho chuẩn. Căn bản nghe nữa. Lúc này số mol hydro 5,6 chia cho 2,4 0,25 mol dựa trên phương trình nó bằng NA. Như vậy nó là canxi. Vậy à, bề số 4. Bây giờ bề số 4 làm sao bề số 3 cô xóa để khi bề số 4 nhìn nó rộng nè. Người ta không có cho mình hóa trị.
ra giày, cao bóng ra giày. Bây giờ cái kim loại B cho vô nước. Thế lấy tổng quát hồi nãy cô có biết phương trình tổng quát và chưa cho hóa trị thì nó là BOH enalan cạn hydro. Và như vậy mình cân bằng đây N, đây N. Được chưa? Như vậy còn đây là N chia ha. Hoặc là cân bằng hệ số ha đây nhỉ. Số mol khí hydro nó bằng 1,68 chia cho 22,4. Phải bằng 0,075 không? Bây giờ N nè, N là 0,075. Thì suy ra NB có phải là nhân 1 chia N chia 2 không? Như vậy suy ra NB có phải là 0,075 nhân 2 chia N. Vậy là nó bằng 0,15 chia N. N là hóa trị của B, kim loại mà phản ứng với nước. Cho nên N nó bằng 1 hoặc bằng 2. Kim loại kim hoặc kim thủ mới có tính chất này. Được chưa? Kim loại kim hoặc kim thủ nào bằng 1 hoặc bằng 2. Vậy thì M lớn B nó bằng khối lượng là 5,85 chia cho số mol là 0,15 chia N. Bây giờ em bấm thử như vậy 5,85 mà chia cho 0,15 thì nó bằng bao nhiêu? Là nó bằng 39 nhân cho N. Em cho N nó trả hai cái giá trị bằng 1 hoặc bằng 2 để em tìm ra M lớn B. Nếu bằng 1 thì 39, kim loại hóa trị 1 có M lớn bằng 39 chọn được kali. Bằng 2,78 em nhìn canxi nè. Kim loại kiềm thủ mà tan trong nước là canxi, xà rong chay và bari. Canxi là 40, xà rong chay là 87, bari là 137. Như vậy, cái trường hợp này không có đụng với nào hết loại. Vậy thì mình kết luận lại được cái kim loại này là kim loại kali. Hiểu không? Giờ nó nâng một cái bậc lên xíu nữa thôi. Bạn nào không hiểu bài này giơ tay lên thử nè, cô giảng lại nè. Hiểu hết thì cho tròn vỗ tay cho nó hoành tráng nữa nè. Cô giảng lại cái chỗ là bớt một là hay là chỗ là cô cải bỏ đi cô. Cô là hiểu. Bây giờ cái anh này đúng không? M B là bằng 39 nhân N chứ gì nữa. Giờ nó mất ạ. Như vậy thì N là hóa trị của kim loại. Như vậy thì N nó chỉ chọn được hai giá trị là bằng 1 bằng 2 chứ gì nữa. Kim loại mà đào vào cô nói là kim loại mà tác dụng với nước đó, thì hoặc là kim loại kim hóa trị 1 hoặc là kim thủ là kim thủ sao mà nhê là ba kim loại này hóa trị hết. Được chưa? Như vậy nếu N bằng 1 thì M lớn thế vô nó bằng 39. 39 như vậy thì là mình coi trang cái nhóm 1A đó chỉ có một kali phù hợp. Nếu như bằng 2 thì là em mà lớn là bỏ vô đây ha, thì nó bằng bả tốt. Mà bả tốt thì không có kim loại nào tan ra nước mà có mà lớn bằng bả tốt hay chứ. Không có phù hợp cho nên là loại. Như vậy chọn được thế này. Hiểu không? Dạ hiểu chưa? Chỗ đó hiểu chưa? Thì hiểu rồi cô. Rồi ok. Chờ lộn xíu cô. Cái là chờ cái bà kia hả? Dạ dạ. Chờ ghi hả con nhỉ? Dạ dạ.
Dạ rồi cô. Tiếp tục câu 5, câu 6, câu 7. Cô Cô đây. cho em hỏi cái này kia m dung dịch đó cô là bằng tổng m chất thông do trừ cho chất chất được tạo ra rồi trừ cho chất khí đó cô. Cảm thấy hơi lú chỗ đó không? Dạ quanh cô. Con đừng có nghĩ nó hoàn lâm quá là nó mệt nha. Bây giờ dung dịch là gồm cái hệ dung mol chất tan, ví dụ nước nha. Và con bỏ vô cái đường nó tan hết như vậy, cái m dung dịch là bằng khối lượng nước cả khối lượng đường đúng không? Nhưng nếu con bỏ một cái chất nào đó và nó ba ra một cái lượng khí thì con phải cạn cái lượng thêm vô, con trừ cái lượng khí ba ra, và khí nó tách khỏi dung dịch thì trừ khí ba ra. Nếu như có cái tủa là cái tủa là cái chất nó lén xuống chất rác không được tính là trong dung dịch, như vậy trừ đi cái lượng cái tủa, hiểu chưa? Tổng thành phần thì cái gì bỏ vô thì mình thêm vô, lấy từ nước đó mình thêm vô, từ dung dịch ban đầu đó thêm vô, cái đầu tất khổ dung dịch thì mình trừ ra, hiểu không? Có nghĩa là hiểu nó rất là mơ hồ nhưng cái tính logic nó còn thì con suy ra được, chứ còn ấn một cái công thức nào đó để nhớ nha thì nó quay cái công thức là không hiểu bản chất. Bài này là quay lại bài một cái gì đâu, chỉ có cái câu tính cái câu B thôi. Ồ, 50% là bạn là mà chắc tao chia cho mọi dung dịch đó cô. C phần trăm bằng em mà chắc tan chia mà dung dịch nhân tan. Bài 5, M cạn nước ra MOH cạn hydro. Câu A chính là cái câu màu hồi nãy đó. Số mol hydro
0,48 chia 2 bằng 0,24. Hai lần. Như vậy suy ra n m bằng 0,48. Như vậy m lớn nó bằng 3,33 chia 0,48 bằng 3. Đó là ly ti. Câu B. Tính C phần trăm của dung dịch. Như vậy bây giờ nha, số mol này là 0,48. Vậy bây giờ mình phải xác định cái chất tan là NaOH, chứ không phải chất tan là kim loại M. Bởi vì lúc này nó kim loại mà xả ra một phản ứng hóa học và tạo ly ti hydroxit với số mol là bằng 0,48 mol. Nếu mà tính từng bước thì xả ra khối lượng của ly ti hydroxit là bằng 0,48 nhân cho các anh này 13 cạn bã là nhân cho 20 bóng. M dung dịch có phải nó bằng M nước cộng M ly ti, đương có nước bỏ thêm ly ti vô và trừ đi M hydro ra. Câu ở đây là hiểu rồi hay hay đi. Được chưa? Mình đương có nước, mình thêm cái thằng kim loại M là ly ti vào. Sau đó nó phản ứng, nó sinh ra hydro, hydro nó ba ra, nó phớt khỏi dung dịch. Như vậy cái M dung dịch sau sẽ bằng tổng M nước cả M ly ti trừ M hydro. Vậy M nước nha, 1 gram trên ml, 100 ml thì là 100 gram. Nước là cái đơn vị chuẩn rồi. Cạn M ly ti là 3,33 và trừ M hydro là 0,48. Được chưa? Rồi, các bạn có máy tính, các bạn bấm, cô không bấm. Như vậy C phần trăm của ly ti hydroxit, chính xác chắc toàn ly ti hydroxit bằng M chất tan là 0,48 nhân 20 bóng chia cho M dung dịch là 100 cạn 3,33 trừ 0,48. Tất cả anh này đem nhân cho 100% ra C phần trăm. Đáp án bằng bao nhiêu? Bấm má thì bằng bao nhiêu phi? Phi ơi! Rê cô! À, con bấm má thì ra bao nhiêu phần trăm? Cho âm 11.2 cô. 11.2 phần trăm. Được chưa? Hiểu không? Bài này các bạn hiểu không? Hiểu và để ý, để biết những cái thứ này, cái khái niệm này nó như thế nào. Chứ không phải là nhớ cái đáp ứng thì nó quan trọng gì hết. Tiếp tục cái bài số 6, nếu hiểu rồi tiếp tục bài số 6. Bài số 6 giống như cái bài số 4 hồi nãy đó. Các bạn chép bài số 5 vô rồi cô xóa cho nó bạn.
Được chưa? Tiếp tục bài số 6. Không phải bả hê co một kim loại em mà tác dụng với hóc sen là ở đây họ chưa biết quá trị thì như nãy cô viết phương trình tổng quát cho bạn em mà sen là n lần cạn hydro thì chỗ này n chỗ này ha chỗ này ha chỗ này ha n căn bằng cái số mol hydro nó bằng 0,6 bả ha. Đổi cái mililít này ra lít, bởi vì thể tích tính theo lít, như vậy đổi từ mililít ra lít là chia 1.000, như vậy 0,6 bả ha lít để chia cho ha ha phẩy 4 là bằng 0,03 mol. Vậy chỗ hydro là 0,03 thì xây ra m là ha nhân ha chia n theo quy tắc tần suất, thấy không? Như vậy đây là 0,06 chia n. Như vậy em mà lớn nó sẽ bằng 0,3 ha chia cho 0,06 chia n chia bằng nhân nghịch đổ, như vậy n là bằng 10 ha nhân n. Mà nhiều đúng rồi. Em mà lớn được chưa? Kim loại tác dụng với axit thì hóa trị một hoặc ha hoặc ba. Một thì thế nào bằng một thì mà lớn bằng 10 ha, ha là 24, ba là 36. Bây giờ không có kim loại nào hóa trị một mà có mà lớn bằng 10 ha ấy. Có một kim loại hóa trị ha mà em mà lớn bằng 24, đó là kim loại magie. Cũng không có cái nào hóa trị ba bằng 36. Như vậy kết luận kim loại ma mà nhỉ? Cô đây. Nó trên đề nó ghi một kim loại kim thổi ra rồi mà cô. Ủa, nhặt đương lộn gì vậy nhỉ? Cô dễ tô sáo nhặt á. Ủa, em ghi đề cô bả. Được chưa? Các bạn hiểu câu này chưa? Sang hệ các bạn ghi vô, cô lấy cho cô bả hệ, cô dễ cô bả hệ. Sáng ăn. Cô bả. Bạn nào dễ ra cô bả rồi. Sáu phẩy 85 gram một kim loại kiềm thổ, có nghĩa là kim loại thuộc nhóm Ha. Kiềm thổ nó sẽ có hóa trị Ha bằng hóc sen là bao nhiêu đây? Bây giờ đi tính này, số mol hóc sen là
là bằng 0,2 nhân cho ha bằng 0,4 mol. Đây, CM trên cái công thức gốc là CM là bằng N chia V, cho nên suy ra N nó sẽ bằng CM nhân V. Yeah. Số mol của NaOH hết là bằng 0,3 mol. À. Bây giờ mình mới xác gán vô cái đề này. Một cái kim loại kiềm thủa R khi nó tác dụng với HCl thì nó sẽ ra RCl2 cộng hydro. Chà. Căn bằng HCl đủ. HCl dư người ta đem trung hòa. Trung hòa là khái niệm gì? Trung hòa là phản ứng của axit cạn bazơ vừa đủ để tạo muối trung hòa. Như vậy NaOH dư đây nó cộng với N HCl là dư cả NaOH ra NaCl là cả nước. Được chưa? Vừa đủ. Bây giờ theo đề nè. Cái số mol NaOH là 0,3. Cả lớp gì nghe nè nha. Như vậy số mol HCl là dư cũng 0,3. Được chưa? HCl là ban đầu á là 0,4 mol mà dư 0,3 thì xảy ra nó tham gia phản ứng thứ nhất là 0,1. Được chưa? Số mol HCl là dư. Nếu mà ghi cho dễ dàng cho vui á mà. Nó bằng số mol NaOH là bằng 0,3. Xảy ra số mol HCl là ở cái phản ứng 1 là bằng 0,4 trừ 0,3 là bằng 0,1 mol. Xảy ra số mol của R lúc này nó bằng một nửa của HCl là đây. Như vậy 0,1 chia ha là bằng 0,005. Vậy M mà lớn của R bằng 6,85 chia cho 0,05 là bằng 137. 137 như vậy nó là bao nhiêu? Được chưa? Bà này hiểu không? Không hiểu chỗ nào hỏi liền cô dạ tắt chậm rồi đó. Cô chờ có bạn hỏi mà có bạn không thấy bạn nào hỏi hết. Từ từ cô. À. Chép mẹ cô. Rồi chép đi. Chép và khi không hiểu chỗ nào cứ hỏi liền.
Rồi được chưa nè, hiểu không? Cô xóa hả? Sorry cô. Xóa, hiểu hết phải không? Câu số 8. Để hòa tan hoàn toàn 1,16 gram hydroxit kim loại hóa trị ha. Hydroxit là cái nhóm OH đó em. Hydroxit là cái dạng MOH. Là lần á. Mà kim loại Ra hóa trị ha. Như vậy nó phải là Ra OH ha. Hai lần. Được chưa? Và nó hòa tan bằng HCl là, thì đây là baza, baza mạnh yếu gì cũng là baza cạn axit, nó sẽ sinh ra muối tương ứng. Nên nhớ là các bạn nhìn cái hóa trị của nó, cô đi thi được cầm món cùng hoàn hàm xí nữa cái đó cô nói sao ha, được chưa, cạn nước như vậy cân bằng đó. Nhớ là em viết đúng hóa trị, cứ chậm rễ mà làm, chậm mà chết. Cần dùng cái khối lượng HCl là như vậy, từ đây em có thể tính được về số mol của HCl là nè. Từ số mol HCl là suy ra số mol của RO ra lần rồi tính ra mà lớn là 1,46 chia cho HCl là 35,5 cộng 1 là 36,5. Được chưa? Như vậy là 0,004 mol đúng không lớp? À, bây giờ nhìn cái này từ từ cô chưa cho cây cũng được. Đây là 0,04. Để đây 0,04, các bạn phải nhìn mới mở nha. Thì cái RoH hai lần nó có là một nửa của HCl là chứ gì nữa, là 0,002. Như vậy em mà lớn của RoH hai lần. Bút nó bệnh nè. Đó, có em mà có bọn tính em mà lớn và tính ra em mà lớn của em ra. Xíu em xem nó bị lớn. Đây, em mà lớn của R OH hai lần nó bằng 1,16 chia cho 0,02 là bằng 58 đúng chưa? 58 như vậy là MR nó sẽ bằng là cái 58 này trừ đi hai cái nhóm OH là 12 nhân 17 là 58 trừ 2 nhân 17 là bằng 24. 24 thì kim loại này chính là magie. Kim loại là magie. Công thức là Mre ngang. Tên là magie. Và công thức của hydroxit là MreOH2 lần. Đó chưa? Bây giờ viết cấu hình A của Ra, biết Ra có số proton và số neutron. Bây giờ cái số khối AlR ở đây là bằng 24. Được chưa? Mà số B bằng số N. Như vậy nó sẽ bằng 10, 12. 12 thì cấu hình magie là 1x2, 2x2, 2B6, 3x2. Bữa nay mà chưa biết được cấu hình là không được. Được không lớp? Được cô. Chậm rồi đó. Tiếp tục. Chờ ghi bè xíu cô. Chờ ghi về xíu rồi.
Ghi chậm dữ vậy nè. Ghi đề nữa mà cô. Ghi đề cái gì? Chứ không ghi đề sử dụng cô. Chứ không biết câu nào nữa cô. Tao quên dụng cái đề đó rồi đi đi in lâu lâu đi in tập rồi hết nữa ra còn từ từ ghi chứ. Hàng gì? Có đăng cái nhóm tờ liệu đó lái ra rồi rồi có cho ghi với hết rồi đó. Tiếp tục câu số 9. Oxit của kim loại mà thuộc nhóm 3A. Như vậy m nó hóa tỉ 3 thì oxit cái đó sẽ là m2o3 được chưa? Tác dụng với HCl là thì nó sẽ ra m đây là hóa tỉ 3 mcn là 3 cạn nước. Giờ em cân bằng này chỗ này ha. Được chưa? Thêm mà chuyển qua ha, như vậy 6 calo, chỗ này 6. Chỗ này 3 nước, đủ. 5,1 gram oxit thì thu được 6,675 gram muối. 5,1 gram. Anh này là 6,675 gram muối. Bây giờ có nhiều cách để dỡ cái bài tập này, dỡ cái chỗ này bằng tan giảm khối lượng đồ gì cũng được. Bây giờ cái cách đơn giản nhất phù hợp với các bạn mới tập tành á là bạn tính này. Cái số mol của cái oxit M2O3 có phải là bằng 5,1 chia cho M lớn, em chú ý của nó là 2M cạn cho 3 nhân 16 không? Số mol có phải là bằng khối lượng chia cho khối lượng mol. Tính như vậy được chưa? Số mol của cái muối MCN là 3 có phải là bằng 6,675 chia cho m cạn cho 3 nhân cho 35 Việt Nam không? Hiểu ha, chỗ này hay không? Được chưa nè? Bây giờ bạn Cẩm Ly. Cẩm Ly ơi. Em đây cô. À. Con hiểu chỗ này không? Dạ hiểu. Bây giờ tên cái phương trình phản ứng cho cô. Con cho cô biết đó, là cái mối quan hệ cái số mol của muối với số mol oxit nó như thế nào nha.
số mol muối nó gấp mấy lần số mol oxit? Dạ gấp 2 lần. Đúng rồi. Như vậy dựa vào phương trình mình thấy này nó vừa đủ mà. 5,1 chia cho 2m cộng cho 48 3 x 16 nhân 2 thì nó mới bằng số mol muối là 6,635 chia cho m cộng cho 3 x 35,5. Đó. Như vậy cái phương trình này em bấm luôn trong má, việc đó là việc của má, thôi cuối cùng xin xác định được em mà. Xác định em mà lớn. Được chưa? Bấm má đi đó. Cho cô, nếu không nhầm thì nó là 23. Bao nhiêu bấm má được không? Bà hai bả cô. Đúng rồi. Mà hai bả hóa trị ba nhôm đúng rồi. Như vậy, xác định cái kim loại mà là nhôm, câu A giải quyết được. Bây giờ câu B, tính khối lượng dung dịch hát sen là, bây giờ quay lại số mol của ăn là HO3 này. Nhớ nhôm rồi. Nó bằng 5,1 chia cho em mà lớn của này á, trở hai bả trên là 102. Vậy là bằng 0,05 mol. 0,05 thì dựa vào phương trình mình suy ra được cái số mol HCl là bằng 6 nhân 0,05. 6 nhân 0,05 là bằng 0,3 mol. Số mol HCl là bằng 0,3. Thì suy ra cái khối lượng HCl là nó bằng 0,3 nhân 36,5 gram. Được chưa? Bây giờ họ hỏi cái khối lượng dung dịch C phần trăm á, là bằng M chất tan chia M dung dịch nhân 100%. Như vậy suy ra M dung dịch có phải là bằng M chất tan nhân tan chia C phần trăm không? Vậy nó bằng 3 nhân cho 36,5 nhân cho 100 chia cho C phần trăm theo đề á, là 20%. Và nó ra kết quả là cái khối lượng dung dịch hát sen là. À, 0,3 chứ. Là 54,75 đúng không? Đúng không lớp? Được chưa? Bắt đầu là giống quá, cái phần này là nó giống quá rồi đó, có nghĩa là phải tính toán trên số mol và viết được phương trình phản ứng. Được chưa? Sao hả? Hiểu không lớp? Nó quay qua quay lại có mấy công thức đó hiểu không? Dạ hiểu. Thì các bạn tiếp tục các câu số 10 thử. Người ta cho 3,68 gram một kim loại kiềm A. Như vậy A là kim loại kiềm tác dụng với lại nước 200 gram, thì rõ ràng kim loại kiềm là hóa trị mẫu của ta A OH cạn hydro. Sinh ra hydro, nếu lượng khí hydro này đi qua COO dư đun nắng
thì sinh ra được 5,12, người ta cho sản nó ra đồng. Cái hydro này nó mới lấy cái oxy của oxy kim loại này, nó tạo nước, nó sinh ra đồng và cân bằng. Số mol đồng bằng 5,12 chia cho 64 bằng bao nhiêu? Không phải 0,08. Em dựa trên cái phương trình này, đồng là 0,08. Như vậy trên cái phương trình này mình cân bằng thì mình thấy số mol hydro nó bằng số mol đồng. Như vậy hydro 0,08, nhìn vào đó nè, hydro đây 0,08 thì xây ra ngược là A sẽ là 0,16. Như vậy bằng số mol hydro, vậy xây ra số mol của A bằng 0,16. 0,16 vậy là M lớn A nó bằng 3,68 chia cho 0,16. Bằng 23. Kim loại kiềm mà có M lớn bằng 23 mình tra lại thì chỉ có natri phù hợp. Như vậy kim loại này là natri. Dễ quyết được cho câu A. Câu B, tính nồng độ phần trăm của dung dịch X. Nồng độ phần trăm của dung dịch X thì quay lại giống cái bà nã. Bây giờ cái dung dịch X nó chứa cái chất tan là NaOH hả? Với cái số mol là bằng số mol này là 0,16. Được chưa? M dung dịch X nó bằng M nước cộng M thêm vào là M natri trừ M sinh ra là M hydro. Được chưa? Như vậy nó bằng 200 nè cộng M natri là 3,68 nè trừ M hydro là 0,08 nhân 2. Vậy mình có C phần trăm nó bằng M chất tan là 0,16 nhân 40. Là số mol nhân M là nó mới ra chất tan là natri hydroxit là 40 chia cho M dung dịch là 200 cộng cho 3,68 trừ đây cho 0,16 0,8 nhân 2 nhân cho 100% là ra. Được chưa? Bằng bao nhiêu phần trăm? Bao nhiêu phần trăm Dũng? Dũng ơi. Ờ bằng 3%. Chán không? Dạ. Chán 3% luôn hả? Dạ 3,1%. Chán hơn ngàn, cô tin tưởng cô có bọn luôn á. Chắc chắc tôi lố đó nhỉ. Dẫn chị. Được chưa? Số liệu thì có bạn tính. Bây giờ giải quyết cái câu số 11. Câu số 11 số liệu rất quan. Chỉ cho các bạn một cái khái niệm là khối lượng dung dịch tan nghĩa là thế nào thôi. Cô xóa câu 10 nha. Ghi xong chưa? Rồi ghi cô.
Tự thì vì lâu quá, xóa rồi. Một cái kim loại kim, đây khối lượng là 3,33 gram. Người ta cho vô nước thì nó ra kim loại kim, đây Ra đi, thì nó ra RuOH cộng với hydro ba len, cái hydro ba len thì delta M dung dịch tan có thể đưa ở nước này mình thêm vào một cái lượng là 3,33, nhưng mà cuối cùng nó tan là 2,82 gram. Delta M dung dịch tan bằng 2,82, có phải là bằng MR trừ M hydro không? Có phải cái lượng tan là tính cái độ chênh lệch á, là bằng cái lượng thêm vào trừ cái lượng tách ra, mà thêm vào là kim loại mà tách ra là hydro đó. Như vậy em nhìn ra thấy thế này, như vậy M của hydro cho vào 3,33, nếu như không có hydro ba ra thì nó phải tan 3,33, nhưng do có hydro tan ra ba ra cho nên nó bằng còn tan 2,82. Như vậy M hydro bằng 3,33 trừ cho 2,82 là bằng bao nhiêu đó? Như cái bài này cái số liệu nó không chuẩn. Hai phẩy tám lăm, em sửa lại 2,85. Thì chỗ này nó bằng 0,4 tấn gram. 0,4 tấn gram thì giống cái bè, hai cái bè nã cô dễ làm cho nó bận. Đó là li ti. Cái đề này cô đã gửi trên cái nhóm tài liệu rồi. Còn một số bè ngang các bạn dễ tiếp thì. Được không? Được không? Sao con? Giải thích giùm em là cái chỗ 2,85 gồm tan đâu. Đấy là cô đổi 2,85 cái số liệu nó tặng ngang. Cô sửa số liệu lại là cái đó của bằng kể gì hả? Yeah. Bây giờ em đương có một cái dung dịch dài cái gì nữa. Được chưa? Em cho vào đây là 3,33 gram. Được chưa? Em yeah. Tách ra là hydro. Như vậy cái delta M mà chênh lệch nó tan. Tan thì có phải là thêm vào phải nhiều hơn tách ra không? Có phải là bằng em bằng 3,33 trừ M mà hydro không? Bây giờ ngang nhờ em ngang bao nhiêu tiền cô đâu có cần biết. Nhưng mà một năm làm được 150 triệu, giả sử đi. Nhưng mà tiêu hết 130 triệu. Thì nhờ em là tan nam đó tích lũy là tổng cái lượng tiền nhờ em nó tan lên là bao nhiêu triệu? 20. 20. Đúng chưa? Rồi. Như vậy có phải bằng tổng lượng tiền thêm vào từ tổng lượng tiền tách ra không? Dạ. Yeah. Hiểu chưa? Thế bây giờ cô lấy một cái ví dụ cũng tiền, nói tới tiền, một là tiền hay là tình yêu ba là đồ ăn thì nó mới hiểu được. Bây giờ tiền đi, tiền cho nó dễ hiểu. Trong túi em, mà em cho vô 10 ngàn, cho 10 ngàn. Em đi tiêu cái gì nhưng mà cuối cùng trong túi em còn có 8 ngàn. Như vậy xây ra em đã mắc khỏi cái túi em mấy ngàn. Dạ tốn. Mày mắc mấy ngon mà. Dạ ha. Ha. Mẹ cho 10 ngon mà trong túi tan có 8 ngon thì xì ra bị mắc hơn ngon chứ gì nữa. Nó 32 hơn ngon. Bây giờ hiểu, ớt qua đây hiểu chưa? Cái này lợi lượng thêm vô này, cái này bị 32 nè. Và cái đũa chanh lại cái tiền đó. Hiểu chưa nhỉ? Dạ hiểu cô. Hiểu. Giải thích cho các bạn là đi kiểm tra không được sử dụng cái bản tuần hoàn thì sao? Có cái cách chỉ những cái giá trị như em mà lớn là họ sẽ cho. Được chưa? Đây, thông báo tiếp theo là chiều ma vào lúc 15 giờ, có nghĩa là 3 giờ chiều, có bạn vô họp cô ông lạ cái phần chương mục để cho nó chốt là dễ các bài tập mà chủ đề cấu tạo nguyên tử để các trên lớp có kiểm tra thêm hay là gì cho nó chắc. Cô nói chung là cô dạy thêm cho các bạn một buổi đó, một buổi trước. Được chưa? Hoặc có cái nhóm kia nữa là ôn tập luôn mà, là cái chương 1 á, là chương cấu tạo nguyên tử đó. Được chưa nè? Bạn nào không rảnh thì coi lại, nhưng mà học trực tiếp thì vẫn tốt hơn. Còn bây giờ nghỉ thì mệt quá. Bye bye chưa? Rồi. Rồi.
Tạm biệt hả? Chúc ngủ ngon nha. Có thắc mắc gì nữa cô, không? Cô chị mê mấy giờ đó cô? 3 giờ.